Giá lợn hơi và thịt lợn cả nước sau nhiều phiên lên xuống đã có vẻ chững lại, phần do sức tiêu dùng giảm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, phần do giá thịt nhập khẩu về đang được bán ra thị trường và phần nữa là do các doanh nghiệp đang hạ giá bán tại trại, nhưng vẫn ở mức khá cao, phổ biến từ 75 đến 78.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc tuy đã tăng đã chững lại nhưng vẫn từ 78 tới 79.000 đồng một kg. Tuyên Quang, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Ninh Bình đang ở mức 79.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 78.000 đồng một kg. Hà Nam và Nam Định 76.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi miền Trung mấy ngày qua không biến động lớn. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong khoảng 78 tới 79.000 đồng một kg. Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa 75.000 đồng một kg. Bình Định, Đắk Lắk và Ninh Thuận giá lợn hơi thấp nhất vùng từ 70 tới 73.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh và thủ phủ lợn Đồng Nai giá lợn hơi dao động từ 78 tới 79.000 đồng một kg, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ. Trong khi Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Vũng Tàu xuống chỉ còn 72 tới 74.000 đồng một kg. Miền Tây hôm nay có một số tỉnh thành giá lợn hơi lên cao nhất nước như Bến Tre, Cần Thơ và Hậu Giang 80.000 đồng một kg. Trong khi các tỉnh còn lại mức giá chênh lệch khá nhiều, Cà Mau, Đồng Tháp chỉ từ 70 tới 71.000 đồng một kg. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Hôm nay ngày 13 tháng 4, Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất là giảm 10% giá điện sinh hoạt trong 3 tháng 4, 5 và 6, thời điểm mà dịch bệnh căng thẳng và người dân ở nhà nhiều nhất. Trong khi giá xăng dầu cũng vừa được điều chỉnh giảm thêm từ 500 cho đến 600 đồng trên 1 lít kể từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Sau điều chỉnh, giá bán xăng E5 RON 92 giảm 613 đồng 1 lít, còn hơn 11.000 đồng 1 lít. Xăng RON 95-3 giảm 621 đồng 1 lít, còn gần 12.000 đồng 1 lít. Dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng 1 lít, còn gần 11.000 đồng 1 lít. Dầu hỏa còn hơn 8.600 đồng 1 lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 126 đồng 1 kg, không cao hơn 9.327 đồng 1 kg. Đây là lần giảm thứ 7 liên tiếp từ đầu năm 2020 đến nay. Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt bậc 1 tới 4 trong các tháng 4, 5, 6 và giảm 10% với điện sản xuất kinh doanh. Theo đó, giá điện sinh hoạt sẽ được giảm 10% ở các bậc thang từ 1 tới 4 dưới 300 kWh. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ được giảm giá 10% các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm. Cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng mức giá mới bằng các hộ sản xuất. Bên cạnh đó, các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19 được miễn 100% tiền điện. Cơ sở khám chữa bệnh, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 được giảm 20% tiền điện. Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 cũng được giảm 20%.